Dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại kênh của Ngọc. Dạ hôm nay Ngọc ăn một món đó là su su xào nấm và xúc xích. Thì Ngọc có chuẩn bị là su su một trái, một bịch nấm nè và một tí xíu cà rốt cho nó tạo màu cho nó đẹp đẹp thôi, với lại ba cọng hành, hai khô cây xúc xích, gia vị đi kèm thì là muối đường bột ngọt hạt nêm tiêu dầu hào nước tương gừng tỏi. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ Ngọc mời cả nhà vào bếp làm với Ngọc món này nha. Let's go. Dạ thì cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ sơ chế nấm trước ha cả nhà. Ngọc sẽ mở cái bao ra, Ngọc sẽ cắt cái chân nấm nè, rồi mình sẽ bỏ đi. Cả nhà mình không có cái nấm màu này thì cả nhà mình mua cái nấm nấm ngọc cũng được nè, nấm đùi gà cũng được, không có vấn đề gì cả ha cả nhà ơi. Mình có nấm nào thì mình dùng nấm đó cũng được, không có sao hết. Thì bây giờ Ngọc sẽ cho nấm vào cái thau. Rồi Ngọc sẽ cho vào một tí xíu muối nè, cho nước vào một ngâm đổ khoảng 5 phút ha. Rồi trong thời gian ngâm nấm thì Ngọc sẽ sơ chế su su hết cả nhà. Thì su su nè, Ngọc sẽ bao cái vỏ đó Ngọc bỏ đi. Bao hết cái vỏ đó rồi mình sẽ bỏ đi hết cả nhà. Rồi Ngọc sẽ sắc nó ra. Sắc nó ra thành từng lát mỏng mỏng như thế này nè. Đó. Cả nhà mình thích sắc sao cũng được cả nhà ơi, không quan trọng đâu. Thì nhà Ngọc ăn sao Ngọc sẽ chia sẻ y chang vậy. Rồi Ngọc sẽ xắt lại thành từng sợi sợi như thế này, không dày lắm mà cũng không mỏng lắm. Rồi Ngọc sẽ cho vào cái thau như của mình nè, rồi cho miếng muối vào, rồi cho nước vào ngâm đây cho nó ra xíu mủ. Rồi nửa củ cà rốt của Ngọc đó, Ngọc sẽ xắt nó ra thành từng sợi như thế này luôn cả nhà ơi. Đó, rồi Ngọc sẽ cho vào cái chén ha, Ngọc bỏ vào bên. Thì Ngọc có sử dụng hai cái cây xúc xích tươi nè, bây giờ Ngọc sẽ xắt nó ra thành từng sợi y như xắt cà rốt và su su luôn vậy đó. Giờ mình sẽ để qua một bên ha. Thì Ngọc có sử dụng ba tép hành nè, bây giờ Ngọc sẽ xắt nó ra thành từng khúc ngắn như thế này luôn. Rồi Ngọc sẽ cho vào cái chén để qua một bên. Thì gừng với tỏi đó Ngọc sẽ xắt nhuyễn nó ra, băm nhuyễn nó. Cả nhà mình không thích băm nhuyễn, cả nhà mình xắt lát cũng được, không có vấn đề gì cả. Thì bây giờ mình sẽ rửa nấm hết cả nhà, rồi rửa su su luôn ha. Rồi mình sẽ pha nước sốt hết cả nhà. Thì một vá nước lọc nè, 1/4 vá nước tương nè, rồi muối đường bột ngọt hạt nêm tiêu dầu hào nè, với lại Ngọc sẽ cho vô tí xíu bột năng, rồi mình sẽ hòa lấy nhau để đó. Thì cho muối và dầu ăn vào nước, rồi mình sẽ trụng sơ cái su su với cà rốt của mình, trụng sơ thôi cả nhà ơi. Rồi Ngọc sẽ xớt ra. Thì cái xúc xích đó Ngọc cũng sẽ trụng qua nước sôi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào chảo nè, mình sẽ cho gừng với tỏi vào, mình xào cho nó thơm. Gừng với tỏi mình sẽ cho nấm vào, rồi cho xúc xích vào, mình xào 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 qua xào lại, xong rồi cho cái nước sốt của mình pha lúc nãy đó vào, mình xào cho nó ngấm gia vị luôn. Khi mà nó chín độ khoảng 50% rồi nữa thì mình sẽ cho su su và cà rốt vào, mình xào với lửa lớn thật là lớn luôn. Tại vì su su với cà rốt nó đã chín rồi, mình đã trụng qua nước sôi nó chín rồi, rất là ngon. Bây giờ Ngọc nêm lại thì Ngọc thấy nó cũng rất là vừa ăn rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ cho hành lá vào ha. Rồi mình sẽ đun lửa cho thật là lớn lên nè. Đó, thiệt là lớn lửa lên. Xong rồi mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cho ra dĩa ha cả nhà ơi. Mình sẽ ăn kèm với một chén nước tương dầm ớt thì rất là ngon luôn cả nhà. Thì cả nhà ơi, món su su xào nấm và xúc xích của Ngọc thì đến đây cũng đã xong rồi. Thôi thì Ngọc xin khép lại video tại đây nhé. Chúc cả nhà xem video của Ngọc vui vẻ nè. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.